Mình là Thiện. Từ 14 tuổi, mình đã đi lang thang, bán thuốc lá, kẹo gum, bưu thiếp cho khách du lịch gần các khách sạn trong khu phố Tây ở Sài Gòn. Chịu đói, bị lừa, bị đánh. Mà kệ, mình cứ ước mơ. Mình muốn mở một khách sạn thiệt xịn. Mình phải làm việc tới khuya, rồi Mama Tina tới hỏi thăm về mình. Và vì sao mình phải làm việc vất vả như vậy? Từ giây phút đó, cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã giúp mình theo đuổi giấc mơ, làm việc ở những khách sạn sang trọng đó. Thay đổi cuộc đời các em ngay khi có thể.